Mọi người nha, hôm nay mình tiếp tục mình cho nhìn cho anh nội nha. Nhưng mà mình không có cho nhìn anh, mình sẽ hợp tác với một người. Đó là bà chị mình. Thầy này, bà đang ngồi. Chị Như. Hả? Chị đang làm gì vậy? Chị ngồi đợi rước bò nè. Một xíu nữa chị đi rước bò. Chị cho em gửi một ly trà sữa nha. Tự nhiên xèm trà sữa quá trời luôn á. Thôi chị mua cho. Mà em dặn này nha. Chị á, em mua giùm em ly trà sữa. Bữa nay mục đích của em cho anh Toàn đó. Mà chị nhớ là chị nói là nói là mua trà sữa là có người tặng cho anh Toàn chứ không phải là em mua nha chị Như. Là nói là nhỏ kia gửi đưa anh Toàn phải không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi gửi tiền mua trà sữa đi. Chết, em quên mất tiêu rồi. Có gì chị lên lấy sao nha, vậy thôi nha, em lên tỉnh nha. A few moments later. Ai gửi trà sữa cho mày nè? Ai gửi trà sữa? Nãy tao đi mua trà sữa, cái nhỏ kia mua cái bên nó kêu gửi cho ông cậu, tao biết đâu. Chà tao quen ai thì thấy cùng mày. Uống đi. Nó nói là thằng Tàu ngang nhà chị Như. Thôi uống đi. Vậy chà gửi trà sữa uống thì phải uống đi, tao mua dưới đi rồi tao về dưới tao uống nè. Tao có quen ai đâu mà tính cho tao. Tao mua trà sữa đâu vậy? Ai biết, tự nhiên dưới đêm chơi. Ra đi nhau. Ai mua ổng đó coi. Em mới nghe chị Như nói nhỏ nào trong nè. Ai biết, cho nó khùng gì nghe, ai biết. Con nhỏ nào, tôi nhỏ gà, tôi bệnh, tôi nhà không chứ, con nhỏ nào. Ổng gà, tôi thấy ông lén khén nhắn tin. Từ. Đâu quá, cái cậu tôi lướt cái cút không chứ có. Ông quen ở nào, bữa nay nó mua trà sữa gửi tới tận nhà luôn hả? Tào lao rồi, coi nhỏ có nhắn tin ai đâu, đi nghe gì chạy. Không biết, tôi không có câu gì hết trơn á. Trời trời. Trời Như này tình chứ khủng gì tự nhiên em mới trời sữa thì thắt tiếng thích chạy. Trời vậy? Không phải sao, không phải tình chứ sao ai mua trời sữa đâu. Ai mà biết, nó này chứ ơi. Thôi thôi ông đừng nó xạo tôi, có quen ai thì đó mẹ đi. Mẹ ngại chạy. Nghĩ tôi ở đây tôi quen ai. Coi con Trương đi đâu rồi kìa. Ông đừng có xạo lại với tôi, tránh chút lãng tôi hả? Bắt chân vô kìa, chắc là anh bắt cái lô nó té bây giờ kìa. Hay quá trời hả? Thấy gì? Ai biết con Như này nó là gì? Tôi quýnh bây giờ, tên nào? Hết trà, chị tới mày hả? Suốt ngày ăn nhậu không nói đi, rồi giờ mày đặt có vợ bé luôn hả? Bé rồi khùng gì đó, ngày bệnh ở nhà có làm gì đâu mà ai mà gửi trà sữa. Ở trừ nhỏ nào gửi lộn cho... Gửi lộn gì tôi nghe thôi, chị Như nói gửi vô cút nhà ông gọi gì nữa thì sao gửi lộn được. Gửi lộn mà sao đưa cho chị Như. Những khi người ta biết còn sao. Biết, không lẽ ta đơn đàn ông hả? Ta đọc lộn, ta gửi lộn mà sao? Gửi lộn mà gửi tên anh Toàn hả? Ông anh Toàn hả? Biết đâu được. Toàn sẽ trả cho để kiếm nghĩa cho tôi đó. Giờ mình tôi có quen ai không? Trả tay hoàn toàn. Chờ. Tôi đứng lễ luôn chứ để cho ông. Uống đi, hãy cho uống đi. Tôi có ở nhà không có đi đâu rồi sợ. Uống mất mát rồi mà. Bộ con game này nè. Ông mắc nữa thôi tôi đứng liền mà xong luôn. Mắc là liền gì nữa. Vậy là anh bó rồi. Anh có ăn uống gì đâu bây giờ mà thấy giờ thì nghĩ sao chạy. Có mẹ nhà không thì làm như thế. Anh như đi ra đường là chị Như đi á. Bây giờ nữa kìa, bây giờ coi. Chạy đi ông đi. Ông đi ra được, nó đi ra được chứ vậy. Tôi có đi ra không? Vô mà thầy có. Biết rồi á, tôi thấy ông cũng lắm rồi nha. Bữa nay trà sữa gửi tới nhà rồi, mới mốt cái gì gửi tới nhà nữa. Cái gì? Lấy cái thôn hả? Lấy cái thôn thì nhớ bà nội rồi khùng nhiều phải rồi thấy mình cái thôn. Làm như tôi là diễn viên rảnh thằng bằng, có vợ bé thì khùng riêng nhiều phải. Ủa mấy người kia người ta cũng không phải diễn viên, người ta cũng có vợ bé, biết đâu ông cũng vậy sao? Trời ơi, tôi làm như tôi đẹp diễn viên ông bà nè. Tôi đẹp diễn viên ông bà nè. Ông không đẹp nhưng mà cũng được. Tội lắm, nó là gì tội lắm.
Ủa la không gì? Cái gì tôi tướng tao ừ con là trai là ghen là điếc mà nói thằng điếc chừng ai cho đi đổ cái gì lát cũng đỡ đi. Ủa gì một? Nay nó cho trà sữa rồi ông ơi, nó cho cái gì khác rồi sao? Biết đâu ông không nhận trà sữa rồi cái ông thấy cái khác ngon hơn ông lấy của nó sao? Em nhà cửa đá đi về không hết lên ai đi chơi bởi mình hội gì đó giấu tôi gì nè giấu cái gì nữa có ai thì gửi tài sửa tới nhà chứ bây giờ shipper nên gửi gì nên cứ chạy bằng shipper người gã nên gửi sao gửi cho người nhà đó cái gì mà hỏi nó nhơi cho tôi có biết đâu rồi tự nhiên cái nơi đó đã cái nơi lên cái hai nhà ông luôn không biết bây giờ có gì cũng nói chạy đi tự nhiên cái nơi gửi gì tôi có biết gì đâu đâu nữa kiếm hả tự nhiên nói đi nhà sửa mà đem đi đây cho chuyện tao mời vậy ở nắng đâu rồi mời gì vậy gì đó chị đừng để kẹp của em hết chứ không hỏi nhà sửa nó mua vậy trời ơi, cái chuyện này cho nó hay vậy. Chuyện gì trong? Xíu là anh gì dữ vậy? Trời ơi, sao tự nhiên có gì vậy sữa? Nói này, vừa bán phải thôi. Thì nó kêu tôi nói gì tao biết gì rồi, cái gì hết à? Hèn như tao nói đúng, tự nhiên sao không có đi chỉnh sữa mà vô đây thì tự nhiên người không có tên tuổi gì gọi tao. Tôi thèm đi trà sữa. Nhớ đó mày tự nhiên lấy trà sữa. Thèm trà sữa đặt uống cái tự nhiên cứ tôi nghĩ ra được. Cho anh ông vậy mà. Cho anh mệt quá trời á. Có vợ bé phải không? Bé nhỏ đây mà anh như hơi đẹp trai rồi thì bây giờ hết sẹo đẹp trai rồi nè. Thì cũng được được thôi chứ còn càng tông càng teo lắm. Không teo tao không mê được hả? Mệt dẹp đi tự nhiên nó đang ở dưới em rồi lên đưa ly trà sữa thấy. Tự nhiên ai gửi mình tôi cũng biết ai luôn đó. Tự nhiên có ly trà sữa uống, ngon lành luôn á. Làm ai uống. Ai dạ? Ai dạ? Ai dạ? Trời ơi. Vậy thôi mình tạm biệt mấy bạn nha. Bữa nay anh tròn bị cho này nha mấy bạn. Hú hồn vía tưởng đâu. Mà mình bữa nay mình chữ đã miệng rồi. Vậy thôi nha, chào mừng các bạn nha. Nếu thấy clip này hay thì nhớ ấn cho mình một like. Thôi bye nha, bye bye đi, bye bye. Bye bye. Nếu thấy clip này hay thì nhớ ấn like giùm mình nha. Còn ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.